Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga từng là nữ hoàng của sân khấu cải lương miền Nam trong thập niên 70 của thế kỷ 20. Thế nhưng một vụ ám sát kinh hoàng vào năm 1978 đã mãi mãi cướp đi bà hoàng của bộ môn nghệ thuật này. Vụ ám sát cả gia đình nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga từng gây chấn động cả nước. Đến nay, tuy đã 42 năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại vụ án mạng thương tâm của hai vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga ngày nào, không ít người vẫn phải rùng mình. Bà hoàng của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga sinh năm 1942 trong một gia đình giàu có. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Thơ, hay còn gọi là bà Bầu Thơ. Chính là trưởng đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng một thời. Năm 8 tuổi, Thanh Nga đã tỏa sáng trên sân khấu với vai diễn Nghi Xuân trong vở cải lương Phạm Công Cúc Hoa. Sự nghiệp cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga có thể được ví như con đường trải đầy hoa hồng. Bà lớn lên dưới ánh đèn sân khấu và sự tán dương của đông đảo khán giả yêu thích cải lương. Năm 1958, Thanh Nga lúc ấy 16 tuổi đã mang về giải thưởng triển vọng Thanh Tâm vô cùng danh giá vì được mẹ ưu ái cho lên sân khấu chính thức lần đầu tiên với vai Phà Ca trong vở Người Vợ Không Bao Giờ Cưới với nhan sắc đậm chất Á Đông sang trọng quý phái. Người trong nghề đánh giá Thanh Nga có chất giọng và phong cách diễn xuất đặc biệt. Bằng giọng ca mùi mẫn đầy cảm xúc, bà quyến rũ khán giả bởi sự biến hóa khi thanh thoát, khi dây dứt, cũng có lúc bi ai nhưng rất chân phương. Từ đó, cộng đồng người hâm mộ bắt đầu chú ý đến cái tên Thanh Nga. Dần dần, Thanh Nga nhận ra đam mê làm nghề thực thụ của mình bên cạnh danh vọng và sự hào nhoáng quanh đèn sân khấu để tiếp tục vào các vai diễn trong các vở như Khói Sóng Tiêu Tương, Sư Án Bàn Quý Phi, Phụ Nghi Đình, đưa tên tuổi của bà lên như diều gặp gió. Ngoài hình xinh đẹp lại có giọng hát ngọt ngào trời cho, Thanh Nga được mệnh danh là nữ hoàng sân khấu hay huyền thoại cải lương tại miền Nam những năm 1960-1970. Tên tuổi của nữ nghệ sĩ gắn liền với những tuần cải lương, tiếng trống mê linh, nửa đời hương phấn, Thái hậu Diêu Vân Nga, hay trong những phim điện ảnh Loan Mắt Nhung, Xa Lộ Không Đèn, Sau Giờ Giới Nghiêm, Lan và Điệp. Từ năm 1969, Thanh Nga bắt đầu tham gia phim ảnh ngoài cải lương. Bà trở thành một trong những diễn viên điện ảnh đại diện miền Nam tham dự liên hoan phim châu Á tại Đài Bắc năm 1971. Giải diễn viên xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Á Châu tổ chức năm 1974 cũng tại Đài Bắc, Đài Loan với vai cô gái Huế trong phim Nắng Chiều, là đại diện gương mặt nữ duy nhất trong đoàn tham dự Đại hội Điện ảnh Ấn Độ năm 1969. Chuyện tình yêu là một chuỗi những thăng trầm. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga được nhiều người biết đến như một mỹ nhân của Sài Gòn, chứ không chỉ nổi tiếng bởi tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực sân khấu. Bà sở hữu vẻ đẹp rất đặc biệt với gương mặt thanh tú, đôi mắt thu hút, cùng nụ cười duyên dáng. Bao người say mê Thanh Nga cũng chỉ bởi chính nét yêu kiều quý phái này. Tuy nhiên, sự ái mộ đó lại đem đến rất nhiều phiền toái cho Thanh Nga. Từng có rất nhiều người đàn ông giàu có tỏ tình với bà bằng cách đem nhiều thứ vật chất đến trước mặt bà, nhận kim cương, đồ đạc tiện nghi hay thậm chí xây cho bà cả một cái rạp hát mới, nhưng đều bị bà từ chối vì không thích cách thể hiện tình cảm bằng quyền lực và tiền bạc. Thanh Nga cũng không đáp lại tình cảm của nghệ sĩ Thanh được sau khi ông chia tay nghệ sĩ Út Bạch Lan. Để chinh phục cho bằng được Thanh Nga, ông đã theo đuổi và dùng cả thế lực ngoài đời. Khi ấy, nhiều người còn nói cuộc hôn nhân đẹp của Thanh được với nghệ sĩ Út Bạch Lan tan vỡ là do sự xuất hiện của Thanh Nga. Nhưng cuối cùng, Thanh Nga lại quyết định rời xa ông để lập gia đình, bởi khi hai người đã nên duyên thì Thanh được lại mãi mê theo đuổi những hình bóng giai nhân khác. Những tưởng đó chỉ là lời đùa của người đàn bà ghen tuông, ngờ đâu Thanh Nga quyết định tuyệt tình, sau đó nhanh chóng kết hôn với một sĩ quan của chế độ ngày ấy như một sự trả thù tình. Do không dễ giá thú nên cuộc hôn nhân ấy tan rã chóng vánh dù được tổ chức đám cưới linh đình. Trong chuyện tình yêu, cuộc đời Thanh Nga là một chuỗi những thăng trầm. Đến khi bà gặp và lấy ông Phạm Duy Lân, dường như bến đỗ hạnh phúc đích thực dành cho bà mới xuất hiện. Có thể nói, đó là một mối tình định mệnh. Trong lần cùng đoàn bộ thông tin đi lưu diễn tại Pháp, Thanh Nga gặp luật sư Phạm Duy Lân. Trước nhan sắc và sự dịu dàng của Thanh Nga, ông Lân đã bị sét đánh. Bằng cách hết sức quan tâm, chăm sóc, ông Lân âm thầm bày tỏ tình cảm với Thanh Nga. Cảm động trước tấm chân tình của ông Lân, Thanh Nga đã đồng ý làm vợ ông sau chuyến đi ấy. Cả hai có với nhau một người con trai, đặt tên là Phạm Duy Hà Linh. Bà rất thương con, trong nhà có người giúp việc, nhưng Thanh Nga luôn tự tay chăm sóc con trai, đi diễn nơi đâu bà cũng dẫn con theo cùng. Cái chết của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga đã gây chấn động làng nghệ thuật. Nhưng tưởng cuộc sống viên mãn, thế nhưng vào năm 1978, bi kịch đã xảy đến với gia đình của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Trong lúc đi diễn về, cả gia đình nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga đã bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công ngay trước cửa nhà, khống chế bằng vũ khí nhằm bắt cóc cậu con trai. Trên xe ô tô của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga lúc đó gồm 4 người, vợ chồng Thanh Nga, cậu con trai và một người vệ sĩ của gia đình. Sau khi hai bên giằng co kịch liệt, kẻ lạ mặt đã thẳng tay bắn nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga và chồng cô rồi bỏ chạy. Lúc được phát hiện, thi thể của nghệ sĩ vẫn mặc nguyên bộ trang phục của Thái hậu Diêu Vân Nga trong tuần cổ cùng tên mà cô vừa diễn trước đó. Cậu con trai 5 tuổi và người vệ sĩ may mắn sống sót.
Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga ở tuổi 36 khiến giới nghệ sĩ và cả khán giả không khỏi thương xót cho số phận tài hoa bạc mệnh của cô. Đám tang của nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga diễn ra tại nhà riêng, đông đảo người hâm mộ từ khắp nơi đã đổ về Sài Thành để tiễn biệt người nghệ sĩ xấu số. Sau đó không lâu, hai kẻ thù ác cùng bị bắt và bị tuyên án tử hình. Hai người này cho biết, ban đầu chỉ có ý định bắt cóc con trai của nghệ sĩ để tống tiền, nhưng do vợ chồng cô cố chống cự ác liệt nên mới tấn công. Hiện tại, con trai Thanh Nga đã trở thành nghệ sĩ hai, lấy tên Hà Linh. Anh cho biết, khi cha mẹ mất, mình sống cùng bà ngoại nhưng vẫn không khỏi tủi thân. Thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ thấy gia đình đoàn tụ. Nhiều lúc như vậy, anh thường ra mộ của nghệ sĩ thắp hương, cầu mong bình an. Tuy ra đi ở tuổi còn khá trẻ nhưng những gì của nghệ sĩ Thanh Nga cống hiến cho nghệ thuật là điều không thể chối bỏ. Đến nay, những thành tựu nghệ thuật của bà được xem là di sản vô giá của bộ môn nghệ thuật cải lương. Nhà nước cũng đã truy tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho Thanh Nga vào năm 1984. Tên bà còn được đặt trong một con đường thuộc khu dân cư Gia Hòa, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015.